200 cây thì vâng, đang cách Việt Trì khoảng 12 cây số anh ạ. Thế vâng, cái đấy là cái ngôi chùa đấy là gần đã vào cái cầu, qua cái cầu Việt Trì chưa anh? Chưa, anh đi cái đường quốc lộ 2 cũ đấy, chắc vâng, đi cái đường trong thị xã Vĩnh Yên này. Vâng, đi đường trong này nó ngay gần chân cầu Việt Trì, đến gần chân cầu Việt Trì đấy. Nó có cái đường nhỏ, anh rẽ trái đến gần chân cầu Việt Trì đấy thì anh gọi điện thì các cháu nó ra đón, con vâng, cháu lái xe nó ra nó đón. Vâng, gần chân vâng, cầu Việt Trì ấy. Đến chân cầu Việt Trì. Cái cầu Việt Trì là Việt cái cầu cũ phải không anh? Cái cầu cũ đấy chính xác. Vâng, cái cầu cũ mà nó đi đường trái phải ngược nhau đấy đúng không anh? Đúng, rồi. Vâng. Thế thì vâng, cách đây chỉ còn có 10 cây thôi. Thì, vâng, thì sắp sửa sẽ gọi anh nhé. Vâng. Cảm ơn vâng, anh. Vâng. Thank you.
cầu Việt Trì nó là cái cầu rất đặc biệt, tức là mình thiết kế là người bên phải đi bên phải đúng không? Thằng này là bên phải đi bên trái. Đấy, cái cầu cũ còn nó rất đặc biệt. Giống cầu Long Biên. Long Biên đúng không? Bên phải đi bên trái. Theo kiểu bên Anh. Bạch Hà.